Mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Audio ạ. Vâng, và đây là video vào trưa ngày Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Trong video trưa ngày hôm nay thì em tiếp tục sẽ lên sóng gửi đến các bác, đó là ba cái bộ sản phẩm đều đến từ Nhật Bản. Và ba bộ dàn ngày hôm nay là ba bộ dàn của hãng Sony các bác nhé. Ba bộ hàng của hãng Sony và ba bộ dàn này được rất nhiều các bác lựa chọn. Đặc biệt bộ số 3 là G100. Đây là những bộ mà rất nhiều các bác hỏi. Thứ nhất, bộ này có giải mã quang, chỉnh bát tép trên máy luôn. Bộ số 1 là một bộ rất là độc lạ, cũng rất ít về, ít gặp, cũng của Sony. Màng của nó là màng kiểu màu trắng sữa. Và bộ này cũng có giải mã quang. Bộ số 2 thì cũng bán rất là nhiều, đó G3MD. Bộ này thì không có giải mã quang. Đấy, ba bộ sản phẩm ngày hôm nay, em xin nói với các bác là ba bộ sản phẩm ngày hôm nay chạy CD ok, bộ nào có giải mã quang chạy ok. Và tất nhiên là giải mã quang là không cần đĩa mồi các bác nhá. Chạy cassette, băng cassette ok các bác nhá. Và chạy AUX kết nối TV, điện thoại, TV, máy tính ok. Đấy, để em sẽ đi chi tiết từng bộ sản phẩm trong video ngày hôm nay và sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Và ba bộ này thì các bác nên nhanh tay nhá, vì đây là ba bộ còn lại thôi, không còn là bộ thứ hai đâu các bác nhá. Những cái bộ này nó chỉ có một mã thôi, nó về nó chỉ có một mã thôi các bác nhá, nên không còn. Nên các bác lưu ý là các bác thích bộ nào thì các bác điện ngay cho Hoàng Gia Audio để đặt hàng nhá. Và các bác lưu ý trước khi đặt hàng, các bác vui lòng đặt cọc 200.000 qua số tài khoản Hoàng Gia sẽ nhắn cho các bác, hoặc bác nào không chuyển được tài khoản thì nạp thẻ Viettel 200k vào cái số điện thoại của Hoàng Gia Audio ở trên tấm biển ạ, 0975 884 009. Hàng thì ship toàn quốc và giá em nói luôn là không bao ship các bác nhá. Các bác lưu ý nhá, giá không bao ship và ship code toàn quốc cho bác. Ok, đầu tiên là bộ số 1. Bộ số 1 là một bộ của Sony. Cái model của nó thì em sẽ nhìn phía sau nhá. Loa đẹp góc cạnh các bác nhá. CJ300, trở kháng 6 ohm. Con này thì sản xuất tại Korea. Đấy, màng của nó đây các bác. Bát 12, loa hai đường tiếng bát 12 các bác nhá. Gân cao su rất là mềm. Đấy, rất là lạ, cái màng này rất lạ và còn rất là mềm. Bình thường những dòng này về nó hay bị cứng gân và nó bị phải làm lại gân, nhưng mà riêng con này thì còn gân zin luôn. Gân zin còn rất mềm không nhá. Dùng vẫn phải một thời gian nữa, thì nếu có hỏng gân thì các bác vui lòng liên hệ với Hoàng Gia Audio thì bên em sẽ hỗ trợ các bác thay gân nhá. Đấy. Đây là cái mặt của nó không khác so với cái mặt là lưới của cái các dòng dàn khác các bác nhá. Cái này nó làm bằng inox các bác nhá. Đấy, chứ không phải bằng vải hay bằng nhựa nhá. Em bằng inox luôn này. Đấy, chữ Sony này. Rất đẹp các bác nhá. Nhìn rất sang trọng. Đây, nó đi kết hợp với nó là cái mặt phay của nó này. Đây là mặt inox các bác nhá. Đây là mặt inox chứ không phải mặt nhựa các bác nhá. Các bác lưu ý đây là mặt inox. Đấy. Đẳng cấp hơn rất là nhiều. Màn hình hiển thị cửa MD thì không chạy rồi. CD chạy ok, cửa táp chạy ok. Đấy. Đây thì các bác này, khi vận chuyển về thì nó sẽ bị bẹp vào đây vì nó là kim loại mà. Nó bị bẹp. Cái này thì không có gì ngại, các bác có thể nắn lại được các bác nhá. Đấy, hoặc nó ở phía dưới thì chúng ta cũng không nhìn thấy. Đấy, loa đẹp góc cạnh các bác nhá. Tất cả các tuyến loa này, tất cả các gân loa đây là zin hết nhá. Ba bộ này đều gân zin hết các bác nhá. Chưa phải làm lại gân, yên tâm nhá. Bởi vì là những cái dòng này em biết là một số cái đợt về, có những đợt về là gân nó bị mục và bị gãy nát. Nhưng mà riêng cái đợt này về thì không bị một chiếc nào các bác nhá. Đấy, bây giờ đây này. Phần sau đây, nói chung là loa đẹp góc cạnh các bác ạ. Đây là cổng quang giải mã này, cổng quang này, cổng kết nối AUX TV máy tính, những cổng thiết bị không có quang thì kết nối với đây. G300 này, công suất của nó là 75W, điện áp 100V các bác nhá. Các bác lưu ý là điện áp 100V. Đấy. Và rất đẹp đấy ạ. Đấy, em sẽ mời các bác cùng nghe một chút nhá. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bộ số 2 và test cái táp của này luôn. CD, đây là MD, đây là táp các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ thử táp được bác này. Đấy. Đây là táp các bác nhá. Táp đây. Táp này là auto revert các bác nhá. Đảo chiều băng mà không cần phải đảo băng. Đấy, táp chạy tốt các bác nhá.
Táp chạy ok. Cái này em đã dọn sạch sẽ cho bác rồi. Dây cô loa cũng đã thay cho bác hết rồi, vì đa số về đây hỏng dây cô loa. Chiều cao của loa là 25cm các bác nhá, 25. Loa và dàn là cao bằng nhau. Và các bác lưu ý này, đây chiều ngang của bộ dàn nếu ba cục và đạch cạch nhau thì là 50cm. Bát là bát 12 các bác nhá, bát 12, bát 12 chuẩn luôn nhá. Đấy, bát 12. Bộ số 1 hôm nay để cho các bác giá 1.700.000 đồng các bác nhá. Bộ này có những giải mã quang, bộ này có cổng quang đây các bác, ấn nút function này. Bác sẽ để ý đây có chữ này, optical in này, tức là cổng quang. Đấy. 1.700.000 cho bộ số 1. Sang bộ số 2 ạ, sang bộ số 2 thì em xin phép test cho các bác đúng cái bài nhạc vừa nãy luôn để các bác chụp cùng so sánh chất âm nhá. Sẽ test cùng một cái bài hát đấy. Bộ số 2. Bộ số 2 là Sony J3MD. Đấy, J3MD. Vân gỗ dán rất là đẹp. Bát cũng là bát 12, gân là gân vải các nhá, gân vải nụa, tép đom. Đấy, màn hình hiển thị đây, CD đây. Next sang bài số 2 cho các bác nhé. Bài số 2 đây. Chung là mắt mũi đọc tốt. Tất cả những sản phẩm hôm nay em test đều mắt đọc tốt. Chén tất cả các loại đĩa các bác nhé. Đĩa rẻ tiền cũng ăn luôn. Đây là chất âm của bộ số 2 các bác nhé. Tại sao ước ca bài ca sầu như ngắm chẳng mơ hoàng. Mặt này mặt inox không nhá, mặt này mặt inox này. Xoay gương được. Đây là bộ số 2, bây giờ sẽ test sang cục táp này. Táp này. Đây là táp con này. Táp này. Đảo chiều này. Cổng này cắm line in các bác lưu ý nhé, kết nối điện thoại TV máy tính qua dây 3.5 là cái mặt ở phía sau, đằng sau không có cổng cắm các nhé, mà cắm cổng trước và cắm bằng jack 3.5 bằng chuyển nút function các bác nhé, ấn nút function để chuyển. Bộ này loa vân gỗ, căng của nó thì nhìn thì có vẻ là phải là inox nhưng không phải các bác nhé, nó là nhựa trong là vải. Đấy. Cũng đẹp, nói chung là bộ căng này của nó cũng đẹp, nó nhìn các bác hơi bị lõm một chút ở đây. Đấy, nhìn hơi lõm một chút đây thì cái này có thể nắn ra cho các bác được nhá. Thì nó là nhựa pha vải. Nhựa pha vải chứ không phải kim loại các bác nhá. Loa đẹp góc cạnh. Đây là mặt inox, các bác nâu càng nâu càng bóng. Đây. Con này thì sản xuất tại Chila, công suất là 50W và trở kháng là 6 ohm. Đấy. Lỗ thông ở phía sau. Cục dàn đấy, cục dàn thì rất là nặng. Công suất của cục dàn này thì em đang xem là bao nhiêu watt. Công suất của con này là 56W các bác nhá. 56W điện áp 100V các bác này. Đấy, 56W điện áp 100V. Đó. Bộ số 2 Sony J3MD, Hoàng Gia Audio bán giá 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng các bác nhá. Những bộ này thì nó cũng không kém bộ kia, nó chỉ thua một cái gì ạ? Thua một cái không có cổng giải mã quang thôi. Vì thay vì các bác mua bộ giải mã quang cũng mất khoảng 200-250 thì con này sẽ là giá là 1.500.000 cho các bác. Đấy, còn bộ số 2. Sang bộ số 3, bộ này thì nó thuộc dạng rất là hot rồi. Không phải quảng cáo nhiều. Bộ này có model là J100. Rất nhiều các bác có hỏi quan tâm đến cái bộ J100 này này. Bộ này thì test xem nhá, táp sẽ test xem nó có chạy không các bác nhá. CD này, em sẽ test CD cho các bác trước nhỉ. Bộ này chỉnh bát tép trên thân máy luôn này. Check bát volume. Đấy, bộ này chất âm rất hay. Thì em chuyển chất âm nó rất nhẹ nhàng, gần nó là gần cao su. Gân này thì là gân zin các bác nhá, nhưng mà nó cũng đang có hiện tượng hơi nứt một chút rồi. Hơi nứt một chút. Nên là bác nào có nhu cầu thay gân thì em sẽ thay gân cho các bác và tính thêm cho các bác 100.000 nhá. Còn đây là gân zin. Đấy. Thì các bác mua về các bác kiểu gì cũng phải thay gân thôi. Mà các bác thay gân chưa chắc đã đẹp và đã chuẩn như bên Hoàng Gia Audio có một đơn vị chuyên thay gân cho những dòng loa mà hỏng gân các bác nhá.
ra chuyển lệch bài này. Đấy, em mở cho bác nha. Đấy, khi gân nó hỏng là các bác nghe cái tiếng bị phè phè đúng không ạ? Khi gân nó hỏng ạ. Nên là tiếng nó bị phè phè luôn. Đấy. Nhưng mà tiếng chép nó rất sáng các bác nhá. Tiếng chép nó rất sáng. Đẹp này. Đấy. Bát đây. Hiện tượng của những đôi loa mà gân đang bị nứt, bị hỏng thì các bác nhờ tiếng bát nó bị tiếng phè. Thì đôi này sẽ thay gân cho các bác đầy đủ các bác nhá. Vì thì em thấy nó gân còn zin và nó còn rất là mềm, nhưng mà để ý kỹ ra nó đang có thấy có những vết nứt ở đây rồi. Thì cái này sẽ thay cho các bác đơn giản thôi. Cái này thì làm lại gân thì tiếng nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều các bác nhá. Loa đẹp góc cạnh thì em cũng sẽ quay cho các bác thôi. Còn bác nào chốt thì em sẽ báo cho các bác luôn giá, cũng như là em sẽ thay gân đầy đủ cho các bác luôn và báo giá cuối cùng cho các bác nhé. Đấy, tổng quan giải mã này. Giải mã chỉ nghe trên đôi loa, trên chính cái dàn các bác nhá, chứ không giải mã để lấy để nghe những dàn khác. Công suất 75W, điện áp 100V. Loa đẹp góc cạnh các bác nhá. Đấy. Bây giờ sẽ test cái cổng táp cho các bác này. Đấy, táp chạy các bác nhá. Đảo chiều này. Đấy, băng chạy các bác này. Đảo chiều này. Đấy, gần nó hỏng bay 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 bay. Đấy. Tóm lại là bộ này thì chạy chạy CD này, chạy táp này, chạy cổng quang này, kết nối AUX này và chỉnh bát tép trên thân máy này. Gân sẽ làm lại cho các bác. Bộ này rất là hiếm các nhá, cũng rất ít có mà rất nhiều các bác thích. Căng kiếc đầy đủ đẹp, loa đẹp góc cạnh. Đấy. Chút xíu nhỏ nhỏ ở đây thì không đáng kể. Đấy. Thì em cũng đã gắn lại cho các bác rồi. Còn nó xét về tổng quát thì là đẹp. Bộ này xin phép để cho bác giá 1.800.000. Thì 1.800.000 thì em đã bao gồm thay gân cho các bác rồi. Thì nguyên thay gân là đã mất khoảng 100 rồi các bác nhé. Đây, gân nó rách này. Đấy, em sẽ bóc cái gân để cho các bác xem này. Đấy. Thì những đôi loa này thông thường về sẽ phải thay gân. Nhưng mà đấy, khi mở ra biết là nó sẽ đã bị nứt rồi. Đấy, nó bị như này. Thì sẽ thay gân cho các bác nhé. 1.800.000, thay gân đầy đủ cho các bác. Các bác yêu cái bộ G100 này. Thì đây là bộ không có nhiều các bác nhé. Các bác lưu ý. Các bác nhanh tay để sở hữu ngay em G100 này, sẽ thay gân đầy đủ cho các bác. Vâng, tổng kết em có 3 sản phẩm, 3 dàn Miesuni. Và bác nào thích bộ nào thì liên hệ ngay Hoàng Gia Audio nhá. Số thì em trên tấm biển rồi. Bác nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline Hoàng Gia Audio 0975 884 009. Hàng thì ship toàn quốc, giá không bao ship. Các bác vui lòng đặt cọc 200.000 trước khi nhận hàng và kiểm tra hàng thì thanh toán và trả nốt số tiền còn lại cũng như tiền ship các bác nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video trong tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.